Các bạn một ngày mới an lành, và hôm nay thì ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm bột cần tây ạ. Để làm bột cần tây thì rất là đơn giản mà sẽ giúp cho chị em chúng ta có vóc dáng thon gọn, giảm cân và lại tiện lợi khi chúng ta không phải xay để làm nước ép bột cần tây mà lại rất là dễ dàng sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào ạ. Và bây giờ rất là nhiều người đang mua bột cần tây, và mình xin chia sẻ với các bạn chúng ta có thể làm bột cần tây tại nhà rất là an toàn ạ. Để làm bột cần tây thì các bạn chuẩn bị cho mình một nắm cần tây 1 kg các bạn nhé. Các bạn biết rằng bột cần tây bây giờ đang là một loại nội bột rất là hot đối với chị em phụ nữ. Và khi chị em phụ nữ dùng bột cần tây thì sẽ là giúp chúng ta có giảm cân hiệu quả nhé. Lại còn mịn da, đẹp da rất là tốt đã. Sử dụng bột cần tây với công dụng trị mụn, đẹp da đang trở lên là một trào lưu của chị em phụ nữ. Cho nên là chúng ta có thể mua bột cần tây, hoặc các bạn có cần tây ở nhà thì chúng ta có thể tranh thủ làm bột cần tây tại nhà nhé. Khi các bạn mua cần tây hay là cần tây của nhà thì nhớ là phải đảm bảo cần tây nó có không bị thuốc bảo vệ thực vật, an toàn cho chúng ta nhé. Thì chúng ta hãy làm bột cần tây để chúng ta có thể sử dụng tại nhà mình rất là hiệu quả. Vì nhiều nhà chúng ta có thể dùng cần tây rất là nhiều các bạn nhé. Dùng bột cần tây thì sẽ tiện hơn là nước ép cần tây. Nước ép cần tây thì chúng ta lúc nào mà làm thì chúng ta lại phải mất công đi ép. Nhưng bột cần tây thì các bạn không cần phải nhiều. Chúng ta chỉ cần dùng một thìa cà phê bột cần tây cho vào cốc nước ấm là chúng ta có thể sử dụng nó rồi. Cho nên là có thời gian rảnh chúng ta có thể tự làm nó. Và mình sẽ không phải mất thời gian để đi ép, đi xay. Mình làm một lần mình có thể dùng trong thời gian dài ấy ạ. Cắt bỏ hết cái phần gốc của cái cần tây này đi. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần bột cần tây này các bạn, cái phần cần tây các bạn nhé. Bỏ hết những cái lá già, lá úa, lá vàng đi như thế này đi ạ. Đây các bạn, cần tây các bạn rửa sạch rồi, sẽ cho một ít muối vào để mình ngâm cần tây trong nước muối này nhé. Các bạn sẽ ngâm cho mình khoảng 5 đến 10 phút, sau đó thì mình sẽ vớt ra nhé, mình rửa lại nó đi. Khi mình ngâm được 5 phút rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ vớt ra để mình đem đi rửa lại để mình thái nó ra để nhé. Rửa thật sạch đi, vì chúng ta uống cần tây này là mình uống sống ấy, cho nên là phải thật đảm bảo cho sức khỏe và hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Mình để cái phần cần tây như thế này các bạn ạ, để cho nó ráo nước đi nhé. Sau đó thì mình sẽ thái ra. Nếu các bạn có lò sấy thì mình sẽ sấy, hoặc không có thì thời tiết nóng lực ấy thì các bạn có thể đem ra phơi ở trời nắng nhé. Khi mình để ráo nước rồi, các bạn sẽ thái ra để mình phơi nhé. Cái phần lá mình sẽ cắt riêng ra để mình phơi riêng ra, vì cái phần lá nó sẽ nhanh khô hơn, hoặc kể cả các bạn sấy cũng vậy ạ. Lá nó mỏng ấy ạ, phần cẳng thì nó dày hơn. Phần lá mình đã hạt riêng ra rồi nhé. Bây giờ phần cẳng mình cũng thái ra để mình đem đi mình phơi nhé.
các bạn thái nhỏ cái phần cẳng ra khoảng độ 2 đến 3 cm các bạn nhé. Khi mình thái xong rồi các bạn sẽ đem đi mình phơi nhé. Phơi đến khi nào nó khô thì mình sẽ đem đi khoảng độ 2 đến 3 nắng thì nó sẽ khô, thì mình sẽ đem đi mình nghiền xay nó ra nhé. Mình phơi nhé và cái phần này cũng đã khô rồi các bạn ạ. Các bạn có thể muốn khô hơn thì chúng ta cho vào lò sấy, các bạn sấy qua cho mình lên khoảng độ 60 độ trong vòng độ 2 đến 30 phút ạ. Còn không có thì các bạn có thể cho vào một cái chảo, mình tức là mình hâm lại một chút để cho nó giòn hơn nhé, để mình xay ra. Rất là tiện là nếu mà khi chúng ta không ấy thì thôi, mình cứ cho vào một cái chảo nóng mình sấy qua lên là được. Các bạn chuẩn bị cái chảo và mình sẽ sấy khô cái phần lá trước và phần cẳng sau nhé, hoặc là sấy riêng ra vì hai cái này ấy, nó có độ mỏng dày khác nhau để tránh cái tình trạng ấy nó sẽ làm cho bị cháy ạ. Các bạn sấy với lửa nhỏ thôi nhé. Đây các bạn, khi mình sấy nhé và mình thấy cái phần lá đấy, mình thấy này nó rất là giòn rồi, các bạn sẽ tắt bếp đi và mình sẽ cho ra ngoài để mình sấy cái phần cẳng nhé. Bây giờ các bạn sẽ đổ phần cẳng này vào. Chỉ cần sấy khô độ 2 đến 3 phút là được các bạn nhé. Đây ạ, mình ấy như thế này nó đã khô rồi các bạn nhé. Vừa ấy rồi, bây giờ mình sẽ đem đi để mình xay ạ, cho nó nguội bớt đi ạ. Đây các bạn sẽ cho mình vào cái cối nhé. Đây ạ, mình cái nó đã nát vụn như thế này rồi. Giờ mình sẽ cho vào cối để mình đem đi xay cho nó giòn đấy ạ. Xay cho nó thật mịn ra. Đây các bạn, sau khi mình xay xong nó rất là mịn như thế này nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nọ thủy tinh nhé và mình sẽ cho nó vào đây. Tương tự cái phần cẳng này các bạn cũng cho vào mình xay nó lên nhé. Mình cũng xay đây nhé. Làm cái cần tây như thế này ấy, màu sắc của nó rất là tự nhiên như thế này nhé. Màu phần cẳng nó sẽ là không được xanh bằng màu phần lá các bạn nhé. Phần lá đây các bạn thì nó sẽ xanh hơn đấy ạ. Đấy. Nhiều lúc các bạn mua bột cần tây ấy, các bạn thấy nó rất là xanh, nhưng mình theo mình đó là sợ họ cho phẩm đấy ạ. Mỗi lần các bạn chỉ cần cho mình một thìa cà phê này bột cần tây nhé. Và các bạn sẽ cho mình 200ml nước ạ. Các bạn quấy tan lên cho mình nhé. Và mình sẽ uống vào lúc bụng còn đói các bạn ạ. Chúng ta có thể cho thêm một chút mật ong, hoặc các bạn không thích thì thôi nhé. Ngày các bạn uống cho mình từ 1 đến 3 cốc khi bụng còn đói nhé. Và uống trước khi ăn 30 phút ạ, sẽ giúp bạn giảm cân rất là tốt ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất là dễ uống nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.